chúng ta cần lập một cái kế hoạch PR thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng nó cũng khác với marketing một chút. Chúng ta lập kế hoạch PR là chúng ta sẽ lập 8 cái đầu mục này. Nhưng mà thật ra thì ở Việt Nam các bạn không cần đến mức như vậy. Đúng không ạ? Chúng ta gần như một người có thể làm được rất nhiều việc. Gọi mấy thằng phóng viên báo chí, thuê viết bài, lên mạng search cái ra ngay, phức tạp thế. Hay là truyền thông trong doanh nghiệp thì cũng tự làm. Cổ đông thì công ty không có, việc này của sếp. Và có một cái phần quản trị rủi ro trực tuyến này thì có này. Tài trợ thì đang kinh tế rất là khó khăn, không có tiền, cũng không làm được. Và trách nhiệm xã hội thì bây giờ cũng đang hơi khó khăn. Ví dụ như là nước thải phải đưa ra phải rất là sạch. Đấy, trách nhiệm xã hội cho người lao động, trách nhiệm xã hội cho về môi trường, trách nhiệm xã hội về về con người, vân vân. Chúng ta sẽ cần có một cái kế hoạch để chúng ta làm nhá. Chúng ta lập kế hoạch ra như thế nào. Đây thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn khá là nhiều rồi. Quan hệ truyền thông báo chí, các cổ đông, báo cáo tài chính, các khách hàng, chăm sóc khách hàng cũng được, quản trị khủng hoảng truyền thông. Cái phần này tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn sau một cái chuyên đề riêng, rất là kỹ, chuyên đề riêng cho các bạn về PR. Ok. Đấy là tôi giới thiệu sơ bộ khoảng cho các bạn hiểu về marketing là gì. Thế thì bây giờ tiếp tục là bây giờ các cái công cụ về marketing online. Các công cụ về marketing online mà tốt nhất tại thị trường Việt Nam bây giờ. Thế thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là càng ngày chúng ta càng phụ thuộc vào công nghệ, vì lý do là máy tính, điện thoại, mạng internet rất là sẵn, là mạng xã hội thì cũng rất là phổ biến, cho nên là chúng ta sử dụng mạng xã hội, sử dụng máy tính, điện thoại, truy cập vào internet rất là nhiều. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải sử dụng các hoạt động marketing online thay thế, bổ sung cho các hoạt động marketing truyền thống. Đó. Thứ hai nữa là chúng ta đang trong giai đoạn đại dịch. Rõ ràng là có nhiều cái nhược điểm khiến khách hàng không thể đi mua sắm như thông thường, không thể tiếp nhận thông tin một cách như thông thường. Bây giờ ta sẽ quan tâm đến những công cụ mà tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Và nói về marketing online thì chúng ta sẽ làm những công cụ gì và làm thế nào. Đó. Thì ở đây những cái phần lý thuyết này thì tôi cũng xin phép bỏ qua để tiết kiệm thời gian cho các anh chị. Tiết kiệm thời gian cho các anh chị. Những phần lý thuyết cơ bản. Mình sẽ có cái phần 16 cái công cụ. Phần này thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị những công cụ mà tốt để các anh chị có thể tham khảo. Thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều các công cụ khác nhau. Có rất nhiều các công cụ khác nhau. Nhưng mà trong đó thì chúng ta sẽ tập trung vào một số những công cụ như sau. Các sản phẩm của anh chị thì đều hướng tới thị trường trong nước, đúng không ạ? Chưa có ý định xuất khẩu. Chưa có ý định xuất khẩu. Hoặc là nếu mà có xuất khẩu thì bây giờ cũng là thời điểm khó khăn. Đầu tiên là ta sẽ tập trung vào các công cụ liên quan đến Facebook. Công cụ Facebook ấy, thì nó có 8 cái nền tảng mà chúng ta cần phải làm. Cứ nói là Facebook nhưng mà
nó chia nhỏ ra thành 8 cái nền tảng. Thứ nhất là Facebook profile hay còn gọi là nick cá nhân. Thì rất nhiều doanh nghiệp họ đã tinh khôn, tinh danh, họ đã làm như thế này này. Họ có thể sở hữu khoảng 20, 30 cái nick Facebook của những em, những anh rất là hot. Mình gọi là hot Facebooker. Nó không phải là người thật mà nó dựng lên. Sau đó là nó gì ạ? Hàng ngày nó dùng cái nick đấy nó đăng bán. Mỗi nick, ví dụ tôi nói ví dụ mỗi nick có độ 50.000 lượt theo dõi. Có 20 cái nick như vậy là đăng lên bán hàng, đăng lên bán hàng. Và cứ một ngày như thế 20 cái nick đấy đăng, mỗi nick đăng vài sản phẩm thì một ngày bạn cũng bán được vài trăm đơn hàng. Các bạn có đồng ý rằng là bán hàng trên Facebook cá nhân là bán tốt đúng không ạ? Mỹ phẩm cao cấp của các bạn bán trên 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 Facebook cá nhân có bán được không ạ? Bán được. Vậy thì việc đầu tiên là các bạn cần phải nghĩ cho là à, ở Việt Nam bây giờ có 68 đến 80 triệu. 68 triệu là lượng người sử dụng internet, nhưng số tài khoản sử dụng Facebook nó lên 80 triệu. Tại sao mình không kết hợp với những người có Facebook hay là có YouTube hay là có TikTok có lượng theo dõi lớn để mình bán hàng với họ? Tại sao mình không xây dựng một cái nhân vật Facebook nào đó hư cấu cũng được, có một cái lượng theo dõi lớn để sau này mình quay ra mình bán hàng? Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Ở đây có các bạn trẻ có hay đọc các cái bài viết mà của Tony buổi sáng không ạ? Có biết đúng không ạ? Thế thì các bạn có biết Tony buổi sáng là ai không ạ? Không đúng không? Tony buổi sáng là một nhân vật hư cấu do một nhóm các bạn có khả năng viết lách dựng lên. Tony buổi sáng có thể là bất kỳ ai, và họ gây dựng được một nhân vật như vậy. Có ảnh hưởng đến chúng ta không ạ? Có đúng không ạ? Chúng ta đọc, chúng ta xem. Thế bây giờ ví dụ, bây giờ tôi nói ví dụ thôi. Tony buổi sáng khuyên mọi người là nên uống cái nước kim tan, thì mọi người có nghĩ rằng là có một cái lượng khách hàng đáng kể nào đó sẽ gia tăng không ạ? Hoàn toàn có thể. Đúng không? Bởi vì ngày nay ấy, cái mức độ ảnh hưởng của các cái gọi là KOL hoặc KOC, tức là những người có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội, là khá lớn. Bạn thích một người nào đó, bạn sẽ bắt chước cái lối sống của họ. Đúng không ạ? Họ dùng mỹ phẩm gì mình cũng nên mua thử. Họ mặc quần áo hiệu gì mình cũng nên mua thử. Đấy là lý do tại sao có những bạn là người nổi tiếng bán hết một xe tải sữa trong một status. Bạn đấy học mình ngày xưa, lúc lâu lắm rồi bạn đã có 70.000 theo dõi trang cá nhân. Bây giờ tôi nghĩ chắc phải đến hơn 100, 150 rồi. Lâu lắm lắm rồi, đã 70.000 rồi. Bạn ấy đăng một status bán hết một xe tải sữa. Trong khi đó cả đội sale nhà mình có khi đến chục ông chạy lăng quăng như cờ lông công bán cả tháng không hết một xe. Đồng ý không? Sức mạnh nó rất là lớn. Thế thì Facebook nó có 8 nền tảng mà. Profile này, fanpage này, group này, hội nhóm. Hội nhóm bây giờ nó cũng nát nhiều rồi, nhưng mà vẫn bán được, đúng không ạ? Vẫn có khả năng bán. Xây nhóm như nào tôi sẽ nói, xây Facebook cá nhân như nào tôi cũng sẽ nói, làm quảng cáo như thế nào tôi cũng sẽ nói. chạy quảng cáo nha. Nhưng mà tôi nói luôn là đối với mỹ phẩm, các bạn chạy quảng cáo bán đơn lẻ trực tiếp, ok. Các bạn cũng sẽ chạy tuyển sỉ
Ok. Nhưng mà đối với sản phẩm kim tan tôi nghĩ khá là khó. Tôi nghĩ khá là khó để các bạn có thể chạy quảng cáo bán lẻ. Với sản phẩm hôm trước tôi xem nó khoảng mười mấy ngàn một lon. Một thùng các bạn đóng bao nhiêu lon? Cũng 24 lon à? 24 lon nó rơi vào độ 150, 160 nhỉ? Một một thùng mua lẻ. 24 lon 250, ok, 260. Thế thì nếu mà bạn chạy quảng cáo bây giờ nó phải tầm độ 100 ngàn một đơn mà bán được một cái thùng 260 thì chắc chắn là tôi nghĩ là cái tỷ lệ lỗ cao. Nên là người ta sẽ phải sử dụng cái phương pháp khác chứ không bán hàng trực tiếp đối với sản phẩm đấy. Thế nhưng mà mỹ phẩm Hàn thì ok. Bạn bán 2 triệu một sản phẩm, lợi nhuận gộp của bạn có thể lên tới 50, 60, thậm chí 70%. Lợi nhuận gộp là lợi nhuận sau khi trừ đi giá cốt hàng vốn, hàng bán thôi, chưa bao gồm các chi phí khác. Ví dụ mình nhập một cái lọ mỹ phẩm 300 nghìn, mình nhân lên bán thành 1,8 triệu nhân 6, bán thành 2 triệu nhân 7 thì người ta gọi lợi nhuận gộp chính là 2 triệu trừ đi 300 nghìn là 1,7 triệu. Thế thì phải có những cái sản phẩm có lợi nhuận gộp nó cao lên một chút, giá trị cao và tỷ lệ cũng cao. Ví dụ như đồ uống của mình tỷ lệ có thể sẽ cũng không thấp lắm đâu, nhưng mà giá trị tuyệt đối thì nó rất là thấp, sợ mình không đủ chi phí để nuôi. Thì live stream bán hàng, live stream bán ok, bán quần áo, bán giày dép, bán đồ dùng, bán nước hoa, bán mỹ phẩm đều có thể sử dụng live stream được nha. Đấy. Có thể là bạn lại đào tạo live stream, bạn mở chương trình học học viện live stream, sau đó bạn đào tạo cho người ta live stream, sau đó bạn gạ người ta bán mỹ phẩm cho mình. Đấy cũng là cái cách mà để các bạn có thể đưa 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 sản phẩm đến với người bán hàng nhanh nhất có thể. Thì chiến lược bán ấy, thì ta có thể là gì ạ? Thông thường thì chúng ta tìm người mua để chúng ta bán. Nhưng cũng có một chiến lược nữa là chúng ta tìm người bán để bán. Bọn mỹ phẩm, bọn bot ấy, đúng không? Cái bọn mà suốt ngày cứ thấy ăn mặc đẹp, chụp ảnh trên xe đẹp ấy, bot mỹ phẩm ấy, thì là nó làm mô hình đấy rất nhiều. Cái độ nhập hàng độ 3 triệu, 5 triệu thôi cũng đã trở thành đại lý rồi. Trở thành đại lý bắt đầu là dạy dỗ rồi đào tạo huấn luyện rồi thì bơm doping vân vân, rất nhiều thứ để làm gì, để cho cái đại lý đấy nó sục sôi. Nó sục sôi lên, nó mua hàng, nó bán hàng, nó chạy quảng cáo. Đúng không ạ? Và có những hệ thống mỹ phẩm các bạn biết là, nói các bạn không tin, doanh số bán hàng là 100 tỷ một tháng. Đấy, 100 tỷ một tháng. Tôi đã từng biết có những hệ thống mỹ phẩm là dưới tay họ là có khoảng 2 vạn người bán. Đấy, tất nhiên tỷ lệ nó gọi là active user ấy, những cái active seller ấy, là nó chỉ rơi vào đâu đó 5%, 10% thôi. 90% còn lại là tung hô lông nhâu. Nhưng mà lông nhâu cũng tốt bởi vì hàng nó phải có người nhập. Thằng tuyến 1 đẩy, thằng tuyến 2 đẩy, thằng tuyến 3 ngồi khóc, khóc bán không được thì thôi dùng. Thế là xong. Thế xong bắt đầu lại tiếp tục tỏa 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 ra thì hầu như hệ thống bán của họ chính là hệ thống mua. Và đến người cuối cùng thì họ sẽ bắt buộc đẩy sang người tiêu dùng bằng cách là gì? Bạn bè ủng hộ nhá. Đợt này thầy bán mỹ phẩm, Tuyền ủng hộ thầy một chai sữa rửa mặt nhá, hay là chị Mai ủng hộ cho thầy nhá, thì cái kiểu kiểu như thế thì nó cũng sẽ trôi được. Thế thì nhưng mà bây giờ mà đi phát triển hệ thống bot này cũng mất vất vả lắm, bởi vì mô hình hệ thống bot tốt nhất
nó đã phát triển từ khoảng độ 7 năm trước. Bây giờ các hệ thống các bot vỡ nhiều lắm. Vỡ là vì sao? Tức là hàng thực chất nó không đi được, mà nó chỉ làm gì? Nó chạy vòng 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 quanh cái thằng tuyến 1, nó đẩy sang thằng tuyến 2 đẩy sang tuyến 3. Đúng không ạ? Quan trọng nhất của một hệ thống mà tuyển bot ấy là phải làm gì ạ? Là phải làm sao ạ? Theo các anh chị. Quan trọng nhất của một cái tuyển một cái hệ thống bot thì phải làm như nào? Theo các anh chị, có ai có ý kiến không? Em nghĩ là nó là tập trung về tuyển về con người á, quản Vâng. lý được con người là tốt nhất, quản lý được con người và phân phối được cái công việc cho những người trong team của mình, là càng Vâng. nhiều người là càng coi như giống như là cái diện của đa cấp rồi, đúng không nào? Thực ra nhiều cũng là một cái yếu tố tốt để mình hướng tới. Tại vì nó luôn luôn có một cái tỷ lệ, những cái team mạnh thì có thể tỷ lệ active seller nó khoảng 20%. Nhưng mà team yếu thì active seller nó chỉ khoảng 5%. Thì càng nhiều thì mình cũng sẽ có cơ hội tìm được những người kiểu như trong bó đuốc thì chọn cột cờ ấy. Đấy. Thứ hai nữa là chị phải tìm đến những người mà nó rất là máu chiến, nó khát tiền. Và thứ ba nữa, quan trọng nữa đấy là hàng phải thoát được ra khỏi hệ thống. Nếu mà hàng cứ chạy vòng vòng trong hệ thống là kiểu gì hệ thống đến chết. Ok. Nó phải thoát được, tức là ví dụ ông Phan Anh là tuyến cuối, ông Phan Anh nhập hàng của chị đến 3 tầng rồi. Bỏ buôn nước bọt cho thầy nhập đơn 3 triệu, thầy làm đại lý. Ok, thì ông Phan Anh lúc này phải đi gạ cho bạn gái mua, người yêu mua, đồng nghiệp mua, nó phải thoát được đến đến khách hàng end user thì mới là được. Mô hình đấy thì thực ra bây giờ vẫn bán tốt, nhưng mà nếu như mọi người áp dụng nó trước, nó 5 7 năm trước thì kinh khủng lắm.